Bà làm gì có nhiều vòng vàng đó đó. Bà điếm tới điếm lưu hoài vậy. Bà làm tôi ngứa con mắt lắm đó nha. Ông ngon đi ra đường ông chơi đi. Rồi ông ăn ông có điếm như tôi không? Xí, tôi nói thiệt với bà nghe. Tôi bước ra đường á, tôi chơi một hồi á, tôi ăn một đống cho bà coi. Ông giỏi ông đi chơi đi. Nhìn cái bản mặt điếng vàng thấy mắc ghét. Bé ba. Dạ. Con đi ra chợ á, mua một ít đồ ăn về nấu cơm ăn con. Dạ. Ê bà chơi ở đâu á mà bà ăn nhiều dữ vậy? Tôi chơi ở sân trên á. Một chút á, bà dẫn tôi làm vài gián nha, để gỡ cộng dây chuyền tôi lại. Ủa, bữa nay ông mới biết lợi hại của tôi hả? Đúng rồi, bà là lợi hại nhất mà. Ông an tâm đi, đi theo tôi ông gỡ lại cộng dây chuyền. Chẳng những ông ăn một đống như của tôi nữa nè. Vậy đi 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 bà. Đi ông. Bà hay lắm, bà cũng giỏi lắm. Bà nói á, bà dẫn tôi lại đó, làm gỡ cộng dây chuyền. Bà cho tôi ăn một đống vàng, nhưng mà vàng tôi không thấy cái đống vàng đâu hết trơn á. Ruộng vườn nè, đất đai nè, nó bay đi hết rồi đó. Vừa lòng bà chưa? Ủa, tôi dẫn ông lại đó cho ông chơi chứ tôi có chơi đâu mà ông la tôi. Đúng là cái số xui tận mạng mà. Thôi đi về nhà tích, đứng giữa đường ông la ôm trùm người ta nghe hết trơn bây giờ. Bà làm gì á? Bà làm, bà tìm cách á, bà lấy ruộng vườn đất đai lại cho tôi nha. Ông chơi chứ bộ tôi chơi sao mà ông kêu tôi lấy đất vườn ruộng lại. Mai mốt á, ông đi đâu thì ông đi một mình nha, đừng có kêu tôi dẫn ông đi à. Xí, tôi cần. Mà hồi nãy ông đi sao mà không dẫn thằng Tí đi theo vậy? Tôi đuổi nó ngày hôm qua rồi. Chàng ơi, cái thằng đó nó đem may mắn cho gia đình mình dữ lắm đó. Mà ông khùng hay gì, ông nở mà ông đuổi nhỏ đi vậy? Bà nghĩ đi, tối ngày đi đá dế hoài, tôi không đuổi nó sao được. Ghét rồi, tôi sợ ông quá, không biết ông sợ tôi không nữa. Ông chủ, bà chủ. Gì với bà? Ủa, ngoài vườn mình sao có nhiều người lắm á, mà con vô thấy ra người ta không cho, vụ gì bà chủ, ông chủ. Thôi mốt á, con đừng có ra vườn của người ta nữa, ông bán cho người ta rồi. Ủa, vụ gì trời, tự nhiên bán muộn như nước đây hết trơn. Mình biết mà, đi đánh cờ bạc thua hết chứ không đâu. Sớm muộn thì cũng có ngày này à. Ừ. Ba nè, hôm bữa bà đi coi bói ông thầy ba, ông nói làm sao? Bà kể lại cho tôi nghe coi. Ông thầy ba ông nói như vậy nè, phải đuổi thằng Út đi ra khỏi nhà, càng xa càng tốt. Như vậy gia đình mình mới hết xui. Ai dè đâu, đuổi nó đi ra khỏi nhà rồi mà gia đình mình cũng vẫn còn xui, tới bán đất bán vườn luôn. Đó, cũng tại bà. Hôm bữa tôi hỏi bà có tin tưởng ông thầy ba này nổi hay là không. Bà nói á, ông nổi nhất cái vùng này mà. Ừ, đúng rồi, ông nổi nhất cái vùng này đó. Ừ, nổi đó, vườn ruộng đất đai bay rồi đó. Cũng tại bà không à. Thôi đi, lỡ rồi, ăn cơm đi, nó hoài. Lỡ cái gì? Bà biết nhà ông thầy ba không? Biết. Ông nói vậy nè, mai mốt gia đình mình không hết xui thì tìm ông tính sổ. Bà ăn cơm đi, một chút bà dẫn tôi lại đặng, tôi tính sổ với ông. Thôi ăn đi, ngồi hồi tôi dẫn ông đi. Biết ở đây là đâu nữa ta. Chắc mình đi xa nhà lắm rồi. Ôi ngồi đây mệt xíu ơi. Ủi chân quá. Ơ mà quên, thằng Tí nó cho mình cái túi thằng Kỳ. Cái này là cái gì vậy ta? Để mình mở ra mình coi thử coi. Trời ơi vàng. Ủa sao thằng Tí nó có nhiều vàng dữ vậy ta? Sao nó có vàng nó cho mình ta? Vàng thiệt luôn. Thôi cắt, cắt. Để người ta thấy. Chuồn chuồn bay hấp thì mưa.
Bay cao thì nắng, bay dừa thì găm. Trời trời, ông nào quay ngày ban mặt mà ông nằm ngủ đây vậy ta? Sao nhìn giống cổ Út dữ vậy? Không lẽ chị ơi, cậu Út, cậu Út, cậu Út, cậu Út, cậu Út, sao cậu nằm ở đây cậu Út? Ủa Thí, sao con ở đây? Con mới bị ông chủ đuổi rồi. Con làm gì bị ông chủ đuổi? Con mới đi đá vé có chút xíu à, mà ông chửi con cãi lại, ông đuổi con luôn. Trời ơi, sao con khờ dữ vậy Tí? Mà sao cậu nằm ở đây? Ừ ha, hồi nãy cậu ngồi ở đây cậu nghi mệt, xong cậu lấy cái túi thần kỳ của con ra, cậu coi. Mày về vàng nhiều quá chừng luôn, ở đâu còn có vàng nhiều như vậy? Vàng của con á, con tích góp á, con đá vé ăn á, con cho cậu á. Trời ơi, còn cái túi vàng với cái vỏ của cậu đâu? Ừ, ủa cái túi với cái tay nãy của cậu đâu? Rồi cậu bị ăn cướp rồi, đúng là chị ba nói không sai mà. Trời ơi, cậu xin lỗi con nha Tí. Thôi thôi cậu, con còn một mớ nè, cậu đi theo con để con bảo vệ cậu. Ở đâu còn có vàng nữa? Vàng này chị ba cho con á. Thôi đi lẹ đi cậu, ở đây nguy hiểm lắm cậu. Đi 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 đi, ăn trộm không à, đi đi. Thầy thầy thầy, thầy cho tôi hỏi á, thầy phải thầy ba không vậy? Đúng rồi, chú là ai? Tới đây xem bói đúng không? Mày hả Bự? Cũng vì thầy, nhà tôi tán gia bại sản, bán vườn bán đất, theo tôi lên đồng. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chú cho tôi hỏi, chú là ai? Tại sao chú vô đây, chú lôi tôi lên đồng? Tôi là chồng của bà Bá Hộ ở xóm trên nè, ông không biết mặt tôi hả? À, thì ra là chồng của bà Bá Hộ, hôm bữa xem bói ở đây đúng không? Đúng rồi. Thì sao, hôm bữa cái việc tôi giao cho hai vợ chồng chú làm á, làm xong chưa? Rồi tại sao lại đây á, lôi tôi lên đồn? Thầy nói á, là đủ thằng em Út tôi ra khỏi nhà, là gia đình tôi hên. Mà vậy mà hai vợ chồng tôi đi làm dài dáng, thua sạch ruộng vườn đất hết trơn vậy? Thầy coi cái kiểu gì vậy? Cái này á, tôi coi cho hai vợ chồng chú á, là giúp hai vợ chồng chú hết xui, chứ tôi không có giúp cho hai vợ chồng chú đánh bạc ăn đâu. Vậy là tôi sai hả thầy? Đúng rồi. Vậy làm cách nào cho hết xui cho thầy? Bây giờ á, cái thằng em Út của chú á, đuổi đi, nhưng mà nó còn quanh quẩn cái vùng này nè, nó không có đi xa, nên vì vậy á, gia đình chú xui là phải rồi. Vậy làm cách nào thầy? Tôi chỉ cho chú một cách, chú phải làm nhanh gọn lẹ nha. Kê lỗ tai đây. Ừ. Rồi. Nhớ, làm y chang tôi là được. Vậy giờ tôi về nghe thầy. Chừng nào tôi làm xong việc, tôi quay lại trả ơn thầy nghe.